đội bóng Bình Dương từng giành chức vô địch V-League năm 2015 đang gặp khó khăn và có nguy cơ xuống hạng. Mặc dù vẫn tham gia trong nhóm đua vô địch năm 2020 khi V-League áp dụng thế thức chia nhóm ở giai đoạn 2, nhưng hiện tại hình ảnh của đội bóng này không còn được nhận ra. Bình Dương có các tiền đạo Romario và Tiến Linh được đánh giá là hai trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, sau giai đoạn 1, đội bóng đã thay hai lần huấn luyện viên trưởng nhưng vẫn chưa giành chiến thắng và đứng cuối bảng với 7 điểm. Hiện viễn cảnh xuống hạng của Bình Dương tương tự như Cảng Sài Gòn, Long An và Quảng Nam, những đội từng là nhà vô địch V-League và giảm hạng.